đổi thẻ này nhanh không anh? Tức là mình lại được thẻ thẻ chip ngay ạ? Không ạ, tuần sau. Tuần sau ạ. Bây giờ là đang đổi miễn phí này hả? Vẫn như cái thẻ kia, vẫn y xì như cái thẻ từ kia. Mà khi đổi sang nó là thẻ này anh? Vâng. Nó thẻ như sim. Vâng. Nó có cái... Thẻ nó có cái chip ở đây. Cái này nhưng mà thẻ... ý là vẫn là màu cũ hay là màu này không biết? Màu vàng. Màu vàng ạ? À? Màu vàng. À thế ạ? Màu vàng nhưng mà nó có cái ấy như sim ở đây này. Vâng. Đi đâu nó quẹt là dễ hơn. Nhưng mà rút tiền ở cây ATM nó vẫn như kia. Vẫn như thế chứ. Vẫn như sim không khác gì. Thì khác là mỗi cái là nó cũng đi mua bán nó quẹt được. Đó, thế đổi thẻ từ ATM này sang thẻ chip thì tầm mấy hôm thì được em? Một tuần. Thế là mình vẫn được cầm cái thẻ từ về đi rút nhỉ? Thì viết giấy ở đây sau lúc nào đi đổi sau nhỉ? Máy này là 16.10.166 đây em đổi lại. Mỗi lần mình phải tải điện thoại đúng không? Về rồi tuần sau lấy thẻ em ạ. Có gì hẹn chưa? Có gì hẹn chưa? Không còn giấy à? Không. Cái nào? Cái gì cũng cầm một
Và anh đổi sang thẻ chip đúng không? Đổi sang thẻ chip. Ngồi chờ đi. Đây là IP này đúng không?